Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái kinh nghiệm nhỏ trong việc mà chúng ta đi và thuê máy chiếu và màn chiếu. Thì như các bạn đã biết thì cái việc chúng ta hiện nay sử dụng máy chiếu và màn hình chiếu vào mục đích như hội họp, hội thảo, thuyết trình bán hàng hoặc là sử dụng để dạy học trở nên khá phổ biến, bởi vì giá thành máy chiếu nó rẻ và hơn nữa cái chi phí thuê cũng như là cái việc vận chuyển lắp đặt nó cũng khá đơn giản hơn so với các cái thiết bị truyền thống như là tivi hoặc là màn hình LED. Để mà có thể thuê được một cái máy chiếu chất lượng cao, giá thành hợp lý nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng trình chiếu cho chúng ta thì cái việc này nghe có vẻ khá đơn giản. Các bạn cứ lên trên các cái trang web như là Google hoặc là Facebook hoặc là những cái trang rau vặt vân vân, các bạn tìm kiếm cái việc thuê nó khá đơn giản, không có gì phức tạp. Chúng ta chỉ cần có các cái từ khóa như là thuê máy chiếu hoặc là thuê màn hình, thuê máy chiếu giá rẻ chẳng hạn, thì sẽ có ra cả đến cả 100.000 là kết quả tìm kiếm. Tuy nhiên, làm sao để thuê được một cái máy chiếu chất lượng cao, nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta nhưng mà giá thành nó cũng phải hợp lý, thì không phải là ai cũng làm được điều này. Thì trên mạng các bạn biết được là hiện tại trên trang web quảng cáo một đàng, nhưng mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng khi mà chúng ta đi thuê thực tế nó có sát với lại chất lượng mà người ta quảng cáo hay không, thì đó không phải là một cái điều không có cái gì là chắc chắn cả. Đôi khi người ta báo cho các bạn là thông số thế này thế kia nhưng mà thực tế khi giao nó lại không phải như thế, hoặc là trên lý thuyết thì thông số là như thế nhưng mà thực tế hình ảnh trình chiếu nó lại không có được đạt như yêu cầu như các bạn mong muốn. Vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái kinh nghiệm như sau. Cái thứ nhất đó là chúng ta lựa chọn những cái đơn vị mà có thương hiệu uy tín lâu năm. Các bạn có thể tìm kiếm trên những website, thì thông thường những đơn vị mà người ta hoạt động lâu năm rồi thì thường là những cái đơn vị người ta hoạt động có kinh nghiệm và có uy tín. Cái chất lượng thiết bị nó cũng thường được đảm bảo hơn và giá thành bao giờ nó ổn định hơn. Các bạn có thể search bằng cách là tìm kiếm lịch sử các cái tồn tại của trang web hoặc là cái ngày thành lập của công ty. Thông thường mà đơn vị hoạt động khoảng trên 5 năm thì các bạn thấy là tôi nghĩ là ok. Và thứ hai là các bạn nên tìm các cái đơn vị ở trong các cái khu vực trung tâm, ví dụ như ở trong Sài Gòn hoặc Hà Nội. Và cái thứ ba là các bạn có thể tham khảo thông tin từ người thân, bạn bè qua những cái đơn vị hoặc là những cái cơ quan mà người ta đã thuê trước đây, xem là những cái địa chỉ nào người ta thuê đã uy tín. Và cái thứ tư quan trọng nhất là các bạn phải chắc chắn rằng là cái người thuê có cho các bạn test máy và chỉ nhận máy và chấp nhận máy khi mà chúng ta cảm thấy hài lòng về chất lượng hình ảnh chiếu. Đây là cái yếu tố quan trọng. Và một điều cuối cùng mà tôi xin cam đoan với các bạn chắc chắn rằng đó là hãy chắc chắn rằng người ta chỉ thu tiền của các bạn sau khi đã sử dụng dịch vụ. Đây là một cái điều đảm bảo chắc chắn rằng người ta phải cung cấp một cái thiết bị nó phù hợp và nó chắc chắn với đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thì không phải ai cũng làm được điều này. Tuy nhiên thì năm cái vấn đề tôi vừa chia sẻ với các bạn thì đó là những cái kinh nghiệm và những cái vấn đề mà các bạn nên nắm rõ khi mà chúng ta đi thuê máy chiếu. Thì khi mà đi thuê máy thì đôi khi chúng ta cũng không nắm rõ được là cái laptop hoặc là cái máy tính của chúng ta sử dụng thiết bị như thế nào để kết nối với máy chiếu. Thì thông thường thì các bạn nên yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đầy đủ các cái cổng kết nối, ví dụ như là cáp chuyển HD này, Tu Vega này, rồi cáp chuyển MacBook này, Tu Vega hoặc là Tu HD, hoặc là những cái dạng cáp chuyển rất là đặc biệt như là cáp chuyển từ điện thoại Android, hệ điều hành Android Samsung ra HD, rồi một cái loại cáp rất là phổ biến trên thị trường hiện nay mà không phải đơn vị cho thuê nào cũng có loại cáp này, đó là cáp Lightning Tu Vega hoặc là Tu HD. Cáp này giúp chúng ta kết nối dễ dàng với lại MacBook hoặc là các cái đời iPhone, từ iPhone 5 trở về sau, giúp chúng ta có thể dễ dàng xuất hình ảnh ra cái máy chiếu mà không cần phải thông qua thiết bị chuyển đổi nào. Chúng ta chỉ cần gắn trực tiếp cái này vào iPhone hoặc iPad của chúng ta thôi. Trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta cũng có thể yêu cầu thuê thêm các cái thiết bị kết nối không dây. Ví dụ trong trường hợp chúng ta không có điều kiện gắn dây thì chúng ta có thể thuê thêm các cái thiết bị không dây. Và năm cái vấn đề như tôi đã chia sẻ với các bạn thì tôi hy vọng là các bạn đã có thêm các thông tin bổ ích khi mà chúng ta muốn lựa chọn để thuê một cái máy chiếu nào chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Để biết thêm thông tin về giá cả thuê cũng như là được tư vấn hỗ trợ thêm về các cái chương trình cho thuê, các bạn có thể truy cập trang web thuemaychieu.com.vn hoặc là thuemaychieu.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi livestream video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.